Yo các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Để mình hỏi các bạn một câu: bạn có phải là một người béo, lười vận động thể thao và hay kiếm cớ để trốn bất kỳ hôm nào tập thể thao không? Vậy thì qua video này, mình muốn bạn hãy xem đến cuối và chắc chắn bạn sẽ suy nghĩ lại về trường hợp của bản thân. Bởi vì chúng ta sẽ gặp bà Trương Tô Châu, người chuẩn bị phá kỷ lục treo xà thế giới. Woo! Let's go! Và hôm nay, ngay tại đây sẽ có một khoảnh khắc lịch sử của người Việt Nam được tạo nên bởi một bà cụ vừa khỏe vừa đẹp. Trương Tô Châu. Dạ, bà Trương Tô Châu. Tuổi năm nay là 88. 88. Sinh năm 35. Đúng, các bạn không nghe nhầm đâu. Đây là bà Châu, năm nay 88 tuổi. Và bà chuẩn bị phá kỷ lục thế giới ở một động tác có vẻ đơn giản nhưng lại cực kỳ khó khăn. Đó chính là treo xà. Và để cho các bạn hiểu hơn thì đối với một người có qua tập luyện chăm chỉ như mình có thể giữ được hơn 100 giây và trung bình thì chỉ là từ 60 cho đến 70 giây thôi. Còn kỷ lục thế giới hiện tại cho động tác treo xà này được thực hiện bởi một anh chàng tuyệt vời ngồi trên xe lăn với kỷ lục là 16 phút 03 giây. Còn bà Châu thì có câu trả lời khiêm tốn hơn một chút. Bao nhiêu thời gian đấy? Vâng, bà tự tin là hôm nay bà sẽ được bao nhiêu thời gian? Tôi cũng chỉ cố gắng là được 14, 15 thôi. Thế là quá tuyệt vời rồi bà. Cháu cũng muốn 100 giây. Cảm ơn bà rất là nhiều ạ. Hy vọng là qua chương trình này thì các bạn có thể học hỏi bà Châu nhiều hơn nữa. Đó, bà Châu 88 tuổi và bà chuẩn bị phá kỷ lục thế giới. Và cảnh các bạn đang nhìn đây chính là một hình ảnh của một cao thủ ẩn mình đang khởi động. Hôm nay Chủ tịch Hùng, người đại diện cho tổ chức Struggle Cup Việt Nam, sẽ có mặt ở đây để giúp bà. Bà cũng có một bí quyết rất đặc biệt cho việc giữ xà được lâu, đó chính là xoa lá cây vào tay. Vâng, bà đã quen với cái lá này và bà đã tập luyện hàng ngày với cái lá này. Mà bật mí cho mọi người một chút, bà Châu đã tập luyện cái động tác treo xà đơn này được mấy tháng và trước đây thì bà cũng chỉ giữ được tầm 3 phút, 4 phút và sau đó thì bà đã có một cái tinh thần quyết tâm mong muốn rằng vượt qua được chính bản thân mình và thực hiện nó mỗi ngày và cho đến nay là đã có một cái thành tích nhất định và chúng ta cùng chào đón xem thành tích hôm nay của cụ là bao nhiêu nhá. 3, 2, 1, 3, bắt đầu. Các bạn đã không biết kết quả nó sẽ ra sao nhưng mà mình có một niềm tin rất là vững chắc rằng bà có thể vượt qua được kỷ lục thế giới hiện tại và trở thành người xác lập kỷ lục thế giới mới. Hãy cùng làm nên tự hào Việt Nam nào các bạn, xem bà có thể đánh bại được không. 17 phút này, 18 phút này, có hôm là 19 phút. Bà càng thả lỏng càng tốt nhé. Tâm lý không thoải mái thì sợ thì là như thế thì là sợ không làm. Còn chỉ cần mong muốn và làm như ngày thường tức là phá kỷ lục thế giới rồi. Nhiều là ngày thường của bà đấy là cao ngày thường của bà cao nhất thì có trong video của mình đây là 19 phút 30 mấy giây. Chứ không phải 16 phút đâu. Mà không ai cổ động gì cả, tự tụt xuống. Còn nếu mà có cổ động 20 phút hơn là thừa luôn. Hôm nay là vì bị áp lực. Bị áp lực đấy. Cho nên là không biết là như thế nào. Tại vì thấy cái này có vẻ hơi cuột ra đây này. Không biết là có giữ được không. Các bạn phải nhớ ủng hộ nha, phải cứ cổ vũ cho bà. Bao nhiêu phút? 5 phút này là vượt qua hầu hết tất cả những bạn trẻ ở Hà Nội đây rồi. Bà đã đi được 1/3 chặng đường rồi, hãy cùng mong bà sẽ vượt qua kỷ lục thế giới nào. Căng thẳng phết. Các bạn ạ, đây là vấn đề về cả sự kiên trì nữa. Thế các bạn mới thấy được con người Việt Nam kiên trì như nào, bởi vì cái này không quan trọng là bạn có khỏe hay không mà là sức bạn có dai hay không và độ kiên trì bạn như nào. Nếu mà bạn cắn răng chịu đựng qua từng giây từng phút một thì bạn mới có thể làm nên kỷ lục thế giới giống như bà Châu. Các bạn nhìn con mày, các bạn Greg, mày nghĩ mày được không? Mày nhìn cái tay yếu ớt của mày nghĩ mày treo được bao giây? Kém. 12 phút rồi đấy các bạn. Đây đã đủ hầu hết đánh bại gần như là hầu hết mọi người trên thế giới rồi. Kỷ lục đít hanh 12 phút. Một bà cụ 88 tuổi treo xà trong 12 phút. Bản thân mình đứng đây đã được chứng kiến một điều cực kỳ kỳ diệu rồi. Và còn kỳ diệu hơn nữa khi mình biết bà đã từng bị ung thư đại trực tràng và phải phẫu thuật rất nhiều lần. Cùng với đó là lưng của bà đã còng và một chân bị gãy do tai nạn.
hiện tại vẫn phải gắn ống kim loại ở ống chân. Không ngại bất kể khó khăn nào, cụ vẫn luôn luôn tập luyện để đến bây giờ chuẩn bị phá kỷ lục thế giới. Trong khi đó thì có một số thanh niên đang ngồi xem video này và chả bao giờ chịu tập luyện gì cả. Được 15 phút rồi không? Gần 15 phút. Kỷ lục thế giới là 16 phút 03 giây. Bà Châu đã được 15 phút. Người Việt Nam phá kỷ lục thế giới. Thời đang đến gần. Chúng ta đang ở đây và mình được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này của Bà Châu, của người Việt Nam phá kỷ lục thế giới. Không thể tin được. Vâng, và các bạn đã qua 16 phút 3 giây, có nghĩa là Bà Châu đã phá kỷ lục thế giới. Ý chí của bà là không thể đong đếm được. 18 phút, một cuộc mốc mới. Vượt kỷ lục thế giới với Bà Châu là dễ. Bây giờ mới bắt đầu thấy bà hơi đuối rồi. Phá kỷ lục thế giới rồi bà. Bà muốn dừng lúc nào thì bà cũng có nhé. Phá được kỷ lục thế giới rồi. Bà muốn sống chưa? Bà có thể làm nữa thì bà cứ làm nữa. Bà muốn làm nữa thì cứ làm nữa. Thêm nữa nhá. Thêm đi. Đúng luôn bà. Mặc dù mà gần 20 phút rồi, bà vẫn rất là tươi các bạn ạ. Cố lên bà ơi. Đố ông nào bên nước ngoài phá được kỷ lục của bà luôn. Trông bà vẫn kiên cường không? Bà ơi, cố lên, cố lên. Bà đã vượt qua phút 20 và... Cố lên bà ơi. Xuống nhá. Okay. Bà đã quyết định xuống ạ. Và rồi. Người đang hỗ trợ bà xuống ạ. Wow, thật tuyệt vời. Và như vậy Bà Châu của chúng ta đã phá kỷ lục thế giới với thành tích 20 phút 16 giây 44. Và Bà Châu năm nay là 88 tuổi. Sinh năm 1935. Và Bà Châu là người Việt Nam nha. Chúc mừng bà. Chúc mừng bà. Không thể tin được các bạn ạ. Một điều kỳ diệu, một phép màu vừa xảy ra. Người Việt Nam phá kỷ lục thế giới deadline 20 phút. Quá đỉnh các bạn ạ, quá đỉnh. Đây là một tấm gương sáng mà các bạn nên học tập. Nói chung là không có cái viện cớ hay cái lý do gì. Vì bà đã 88 tuổi, 89 tuổi rồi mà bà vẫn còn có thể phá được kỷ lục thế giới. Vậy thì cái lý do của bạn là gì để không tập thể dục hả? Bây giờ bà cảm thấy thế nào bà? Bây giờ bà cảm thấy thế nào ạ? Cảm thấy vui. Với một con người Việt Nam xuất sắc như thế này phá kỷ lục thế giới ở 20 phút 16 giây, mình mong các bạn hãy chia sẻ video này trên trang cá nhân của các bạn với hashtag Trương Tô Châu phá kỷ lục để bà cùng nộp đơn lên kỷ lục Guinness thế giới nha. Lưng gã còng rồi, 7 lần thị xạ, bà bị ung thư, lại còn bị tai nạn chân, thế mà vẫn phá kỷ lục thế giới. Wow. Bà ở đây phá kỷ lục thế giới, còn các bạn thì ngủ ở trên giường và lấy lý do để không đi tập. Lúc đầu tôi sưng hết cả đây, sưng hết. Nhưng mà dần nó phải thua tôi. Sưng lên, vẫn tập. Không phải là hà thì hôm nay sưng thế này thôi, tôi không tập nữa. Thế là dần nó thua rồi. Thế là tôi chiến thắng. Cái này nó phải thua bà. Mấy cái vết thương với cả bệnh tật là nó phải thua bà. Các bạn ạ, đó là tinh thần đáng nể, đáng học hỏi của Bà Châu. À, lý do của các bạn là gì mà không đi tập thể dục hả? Trong khi Bà Châu 88, 89 tuổi rồi mà còn phá kỷ lục thế giới. Hãy nói như mình biết nhá. Và cảm nghĩ của bạn thế nào về video lần này? Và cùng nhau ủng hộ Bà Châu, điền đơn đăng ký tham gia kỷ lục Guinness nào. Bye bye!